quý vị và các bạn một điểm check-in thực sự rất là tuyệt vời khi chúng ta đi tham quan 2 ngày 1 đêm đi Tà Xùa các bạn nhé. Đây là Phu Nhi Farm các bạn ạ. Nếu như các bạn đi tham quan Tà Xùa và chúng ta đi săn mây thăm được tất cả các điểm, chúng ta dành một chút thời gian để về Hà Nội sớm hơn. Trên đường về thì chúng ta ghé vào Phu Nhi Farm các bạn nhé. Cách đường cái chỉ có khoảng độ 2 km thôi. Trên này là một cái thảo nguyên xanh rất là đẹp luôn. Trên này cũng có những quán cà phê với những cái bungalow và một cánh đồng xanh rất đẹp với những chú ngựa thực sự tuyệt vời luôn. Chúng ta lên đây chúng ta có thể check in chụp ảnh cho mình những kiểu ảnh thực sự để đời các bạn nhé. À, trên này người ta cũng có phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ luôn các bạn ạ. Nếu như các bạn không đặt được phòng ở trên Tà Xùa thì chúng ta đặt một cái phòng bungalow ở trên này cũng được. Ngày hôm sau chúng ta di chuyển từ đây lên Tà Xùa. Giá vé nếu chúng ta lên đây chỉ tham quan không thì giá vé là 30.000 các bạn nhé. Còn ăn ngủ nghỉ ở đây thì phòng tùy thuộc vào phòng, có phòng 1.2 triệu, 1.3 triệu đến 1.5 triệu một phòng. Rồi xin các bạn hãy follow TikTok của mình nhé, để mình sẽ giới thiệu và review cho quý vị và các bạn thêm những chi tiết và những điểm độc đáo tham quan ở Tà Xùa các bạn nhé. Hỏi thứ hai là nên đi tự túc hay đi theo tour anh ơi. Câu hỏi thứ ba đó là lên Tà Xùa đi tham quan những điểm nào. Câu hỏi thứ tư đó là lên Tà Xùa có phải khai báo y tế ra làm sao, ăn uống như thế nào. Ok, sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn và trả lời cho các bạn câu hỏi đầu tiên, đó là nên đi Tà Xùa mấy ngày nhé. Câu hỏi thứ nhất là nên đi Tà Xùa mấy ngày. Theo quan điểm của mình nên đi Tà Xùa 2 ngày 1 đêm là rất đủ các bạn nhé. Tại vì lên Tà Xùa mục đích chúng ta là lên săn mây và tham quan những cái điểm nổi tiếng tại Tà Xùa, thì những điểm nổi tiếng cũng không có cách xa nhau lắm các bạn ạ. Chỉ đi trong một ngày thôi là chúng ta thăm được 3-4 điểm rồi. Ngày thứ hai thăm 1 điểm, 2 điểm nữa là ok. Rảnh rỗi thời gian rất là nhiều. Đó. Nếu mà chúng ta đi 3 ngày thì các bạn phải là những người phải có những kế hoạch trước là 3 ngày lên đó thì chúng ta phải thăm cái gì, xem cái gì, đúng không? Ví dụ như các bạn mà yêu thích văn hóa của các dân tộc địa phương trên này, về tìm hiểu văn hóa của người địa phương trên này, thì mình nghĩ là đi 3 ngày 2 đêm thì chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta đi xuyên sâu vào những cái bản làng văn hóa để chúng ta tìm hiểu cuộc sống của người dân như nào. Đó là một sự lựa chọn tuyệt vời trong vòng 3 ngày 2 đêm các bạn nhé. Còn chúng ta lên đây chỉ mục đích là tham quan và check in những điểm nổi tiếng của Tà Xùa thôi thì nên đi 2 ngày 1 đêm là đủ. Ok. Rồi, câu hỏi thứ hai đó là lên Tà Xùa thì chúng ta nên đi tự túc hay là nên đi theo tour. Theo quan điểm của mình thì nên đi tour thì thứ nhất là giá vừa rẻ, thứ hai là có người tổ chức cho các bạn, có thứ ba nữa là người ta đã có sẵn hành trình cho tham quan tất cả các điểm highlight rồi. Chúng ta chẳng mất thời gian để chúng ta phải đặt từ cái nhà nghỉ, ăn ở đâu, uống ở đâu, lên trên đó đi tham quan gì. Ôi rồi, cảm thấy rất là mệt mỏi. Dành những cái thời gian đó để chúng ta kiếm tiền suy nghĩ làm những cái khác nó sẽ hiệu quả hơn, đúng không các bạn? Còn các bạn lên trên đó, và đặc biệt hơn là nếu chúng ta lên trên đó chúng ta phải thuê xe máy. Ok, thuê xe máy cũng không phải là rẻ. Thứ hai nữa là trên này độ cao nó như kiểu ở Sapa 1.600 đến 1.800 mét so với nước biển, các bạn biết không? Lên trên này thì nhiệt độ rất là lạnh, có hôm 3-4-5 độ C. Nếu như 3-4-5 độ C cộng với lại những ngày mà sương mù mây mù các bạn mà lái xe máy đi tham quan các điểm thì không khác gì cực hình. Rét buốt, rét như cắt luôn các bạn ạ. Nên là đó, theo quan điểm của mình thì không phải là già đâu, nhưng theo quan điểm của mình sẽ không lựa chọn cái option đó. Mình sẽ lựa chọn option là đi bằng ô tô đưa đón tham quan các điểm. Chúng ta mục đích chúng ta chủ đến đây chỉ là săn mây và tham quan các điểm, và thứ hai nữa là chụp check in chụp hình vậy thôi, thì mình nghĩ là đi ô tô thực sự đó là một cái lựa chọn tuyệt vời nhất. Rồi, câu hỏi thứ ba đó là lên Tà Xùa chúng ta có phải khai báo y tế gì không. Lên Tà Xùa thì các bạn không phải test covid hay gì đâu nhé, các bạn chỉ cần quét mã QR là chúng ta đi. Ok. Và câu hỏi thứ tư là tham quan những điểm nào. Ok, ở trên này tùy từng người nhé, tại vì quan điểm của mình thấy trên này thì có 5 điểm chính thôi. Đó là trung tâm Tà Xùa thì bao gồm có quán cà phê Thảo này, rồi thì sân mây này, rồi thì tất cả các bungalow, những chỗ nào đẹp thì chúng ta đến chụp hình, check in. Đấy, còn cái điểm thứ ba đó là chúng ta sẽ đi cây cô đơn này, mỏm đá cá heo, đỉnh gió là vị trí nằm độ cao là 1.800 mét so với nước biển, để các bạn ngắm hoàng hôn. Và điểm thứ năm đó là chúng ta đi bên sống lưng khủng long để chúng ta ngắm mặt trời mọc. Ok, và các bạn bên mình có tổ chức tour nhé, giá chỉ có 1.450.000 một người thôi các bạn ạ. Nếu các bạn cần đặt tour thì hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé. Tour chọn gói bao gồm xe limousine đưa đón, ăn uống ngủ nghỉ, tất tần tật tuân tuột bao gồm. Ok.